xin chào tất cả các em đang học tập trên sóng của đài truyền hình Hưng Yên. Thầy giáo tự giới thiệu, thầy giáo tên là Dương Quang Hồng, thầy đang công tác tại trường trung học cơ sở dân Tiến, huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên. Hôm nay thầy giáo rất vui mừng được đồng hành cùng với các em trong cái nội dung của bài học tiếp theo của chủ đề quang học, đó là bài 3 ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ. Các em hãy chuẩn bị đồ dùng để học tập đầy đủ. Các em lưu ý trong tài liệu các em sử dụng sách giáo khoa, nếu các em sử dụng sách giáo khoa vật lý 9 thì nội dung bài học ở trang 116. Còn nếu các em sử dụng sách hướng dẫn học môn học tự nhiên lớp 9 thì ở tập 2 trang 131. Sau đây chúng ta cùng vào nội dung của bài học. Để bài học hôm nay được hiệu quả, thầy giáo mời các em cùng ôn lại các kiến thức đã học về thấu kính hội tụ. Hai nội dung kiến thức mà các em cần phải nhớ lại về thấu kính hội tụ. Yếu tố thứ nhất các em cần phải nhớ đó là ký hiệu của thấu kính hội tụ. Thứ hai là trục chính delta và giao giữa thấu kính hội tụ với trục chính chính là quang tâm. Hai tiêu điểm F và F' đối xứng nhau qua quang tâm. Và yếu tố cuối cùng đó là tiêu cự. Đó là đoạn OF bằng OF' chính là bằng chữ f nhỏ gọi là tiêu cự. Nội dung thứ hai các em cần phải nhớ đó là đường truyền của ba tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ. Tia thứ nhất, tia tới đi qua quang tâm thì tia nó tiếp tục đi thẳng tia thứ hai, tia tới đi song song với trục chính thì tia nó đi qua tiêu điểm F'. Tia thứ ba là tia tới đi qua tiêu điểm F thì tia nó đi song song với trục chính. Các em như vậy đã nhớ lại hai nội dung kiến thức chúng ta đã học về thấu kính hội tụ. Sau đây các em cùng quan sát một tình huống. Nội dung của bài là ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ. Mục tiêu của bài học có hai mục tiêu chính. Thứ nhất, biết được đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ. Thứ hai, dựng được ảnh của một điểm sáng của một vật sáng qua thấu kính hội tụ. Thầy giáo mời các em theo dõi một tình huống. Một thấu kính hội tụ được đặt sát vào mặt trang sách khi từ từ dịch chuyển thấu kính hội tụ ra xa thì hình ảnh của dòng chữ thay đổi như thế nào? Để trả lời được câu hỏi này, chúng ta cùng vào đi nghiên cứu nội dung thứ nhất của bài hôm nay một la mã đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ một nhỏ thí nghiệm dụng cụ thí nghiệm gồm có một thấu kính hội tụ một màn hướng ảnh đặt phía sau thấu kính một vật sáng chính là ngọn nến và một giá quang học để các em quan sát kết quả thí nghiệm của bài này được thuận tiện trên truyền hình thì thầy giáo sẽ dùng thí nghiệm mô phỏng sau đây chúng ta cùng vào nội dung của thí nghiệm mô phỏng Đây là hình ảnh mô phỏng thấu kính hội tụ. Quan tâm ô hai tiêu điểm F và F'. Thầy giáo có màn hướng đặt ngay phía sau thấu kính. Thầy giáo có một vật sáng là một ngọn nến được đặt cách thấu kính một khoảng là D. Để nghiên cứu đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ, các em hãy xét bốn trường hợp của vị trí vật sáng là ngọn nến. Vị trí thứ nhất là vật đặt vật ở rất xa thấu kính. Vị trí thứ hai là đặt vật cách thấu kính một khoảng D ở đây D lớn hơn 2S. Vị trí thứ ba là đặt vật cách thấu kính một khoảng D, ở đây D lớn hơn F và nhỏ hơn 2 f Và vị trí cuối cùng là đặt vật cách thấu kính một khoảng D, ở đây D nhỏ hơn S. Hôm trước các em đã được giao nhiệm vụ về nhà là chuẩn bị cái bảng ghi kết quả thí nghiệm của bài hôm nay. Đây là nội dung của bảng hôm trước cô giáo đã giao chúng ta về nhà. Trong bảng này các em lưu ý để chúng ta quan sát kết quả thí nghiệm. Ba cái cột cuối đó là ảnh thật hay ảnh ảo chiều của ảnh so với vật, độ lớn của ảnh so với vật. Sau đây chúng ta cùng đi vào nghiên cứu bốn vị trí mà chúng ta vừa thực hiện. Vị trí thứ nhất là đặt vật ở rất xa thấu kính. Các em quan sát bây giờ thầy giáo sẽ dịch chuyển thấu kính, à, dịch chuyển màn ảnh lùi ra xa thấu kính, khi nào hứng được ảnh rõ nét trên màn thầy giáo sẽ dừng lại. Các em cùng quan sát Rồi. Như vậy thầy giáo dịch chuyển màn ra xa thấu kính hứng được ảnh rõ nét trên màn, khi đó người ta gọi ảnh này là ảnh thật. Vậy nếu trường hợp chúng ta không hứng được ảnh trên màn thì sao? À khi đó người ta sẽ gọi đó là ảnh ảo. Vậy ở đây các em nhớ cho thầy giáo một cái nội dung đó là ảnh hứng được trên màn thì gọi là ảnh thật, còn ảnh không hứng được trên màn thì gọi là ảnh ảo. Chúng ta quan sát tiếp về chiều và độ lớn của ảnh so với vật. Rồi, như vậy chúng ta đều thấy có ảnh có chiều ngược so với vật và độ lớn thì nhỏ hơn nhỏ hơn vật. Các em cùng ghi nhận kết quả của thí nghiệm trường hợp thứ nhất. Ảnh thật ngược chiều và nhỏ hơn vật. Chúng ta tiếp tục xét ở vị trí thứ hai. Đó là đặt vật cách thấu kính một khoảng D ở đây D lớn hơn 2 lần tiêu cự. Thầy giáo cũng làm thí nghiệm tương tự. Các em quan sát kết quả Rồi. Chúng ta dựa vào kết quả quan sát được, hãy hoàn thành cho thầy giáo tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống. Rồi các em hãy so sánh với kết quả của thầy giáo trên màn hình. Như vậy ảnh ở đây là ảnh thật vì hứng được trên trên màn chiều ngược chiều và độ lớn thì nhỏ hơn vật như vậy các em hãy ghi nhận kết quả của vị trí thứ hai chúng ta sang tiếp vị trí thứ ba đặt vật cách thấu kính một khoảng d ở đây là d lớn hơn f và nhỏ hơn 2f đây. thầy giáo cũng thực hiện thí nghiệm tương tự các em cùng quan sát rồi các em hãy hoàn thành cái phần chấm chấm còn trống cho thầy giáo Rồi các em hãy so sánh với kết quả trên màn hình của thầy. Như vậy ảnh ở đây là ảnh ảnh thật ngược chiều với vật và lớn hơn vật. Chúng ta sang trường hợp cuối cùng đó là vị trí đặt vật cách thấu kính một khoảng d ở đây là d nhỏ hơn f. Thầy giáo sẽ dịch chuyển ngọn đến sát vào thấu kính để thỏa mãn vị trí ở trường hợp này. Rồi. Các em cùng quan sát. Thầy giáo cũng di chuyển màn hướng ảnh để xem có hướng được ảnh trên màn trường hợp này không. À như vậy thầy giáo dịch chuyển màn lại gần hay ra xa thì đều không được hướng được ảnh trong trường hợp này. Vậy thì ảnh này là ảnh gì? À chúng ta có câu trả lời rồi đúng nhỉ? Ảnh không hướng được trên màn sẽ gọi là ảnh ảnh ảo. Vậy thì làm thế nào để chúng ta quan sát được ảnh trong trường hợp này? Thì các em nếu đặt mắt đằng sau thấu kính ở vị trí thích hợp thì các em sẽ quan sát được ảnh của vật trong trường hợp này. Các em có thể quan sát trên màn hình. Vậy dựa vào kết quả các em hãy hoàn thành tiếp cho thầy giáo phần còn trống trong câu sau. Như vậy ảnh ở đây là ảnh ảo và độ lớn thì lớn hơn vật. Như vậy chúng ta vừa thực hiện bốn vị trí của vật đối với thấu kính hội tụ. Các em bây giờ có một phút để các em hoàn chỉnh cái kết quả thí nghiệm. Và trong bảng mà chúng ta đã chuẩn bị. Các em hãy so sánh với kết quả ở trên màn hình. Như vậy trường hợp thứ nhất đó là vật ở rất xa thấu kính. Chính là trường hợp thứ nhất chúng ta vừa quan sát. Thì được ảnh thật ngược chiều và nhỏ hơn vật. Trường hợp thứ hai là D lớn hơn 2F chúng ta cũng được ảnh thật ngược chiều nhỏ hơn vật. Trường hợp thứ ba là D lớn hơn F và nhỏ hơn 2F thì chúng ta được ảnh thật ngược chiều lớn hơn vật. Như vậy ở trường hợp thứ ba là chúng ta có thấy sự khác biệt về độ lớn đúng không nhỉ? Trường hợp cuối cùng đó là D nhỏ hơn F ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật. Như vậy thầy giáo xin chúc mừng tất cả những em mà quan sát được kết quả giống kết quả của thầy giáo trên bảng các em quan sát kỹ một chút về kết quả ở trong bảng kết quả thí nghiệm à, như vậy là ba trường hợp đầu tiên vật ở rất xa thấu kính vật cách thấu kính một khoảng lớn hơn hai lần tiêu cự vật cách thấu kính một khoảng lớn hơn tiêu cự và nhỏ hơn hai lần tiêu cự thì chúng ta có thể coi là trường hợp đó là vật đặt ngoài khoảng tiêu cự như vậy trường hợp này thì đều cho ảnh đó là ảnh ảnh thật đều cùng chiều nhưng độ lớn thì tùy thuộc vị vị trí còn trường hợp cuối cùng đó là trường hợp đặt vật trong khoảng tiêu cự thì cho ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật vậy thì chúng ta dựa theo bảng kết quả này các em sang phần hai nhỏ kết luận đó chính là kết luận về đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thống kính hội tụ như vậy chúng ta thấy rất rõ trường hợp thứ nhất là vật đặt ngoài tiêu cự thì cho ảnh thật ngược chiều còn độ lớn thì chúng ta biết rồi tùy từng vị trí Trường hợp thứ hai đó là vật đặt trong tiêu cự thì sẽ cho ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật. Vậy thì ngoài đặc điểm này, thấu kính hội tụ còn đặc điểm gì về ảnh nữa thì chúng ta sang phần thứ 3. Lưu ý. Các em cùng quan sát cái lưu ý trên màn hình. Một điểm sáng nằm ngay trên trục chính ở rất xa thấu kính cho ảnh tại tiêu điểm của thấu kính. Chùm tia phát ra từ điểm sáng này chiếu tới mặt thấu kính được coi là chùm song song với trục chính của thấu kính. Lưu ý này các em nhớ cho thầy giáo đó là nếu mà địa vật mà nằm trên trục chính thì có nghĩa là ảnh cũng nằm trên trục trục chính. Lưu ý thứ hai đó là vật mà đặt vuông góc với trục chính của thấu kính thì cho ảnh cũng vuông góc với trục chính. Các em có thể quan sát hình ảnh minh họa. Nếu vật mà đặt vuông góc với trục chính thì ảnh cũng sẽ vuông góc với trục chính. Và tính đặc điểm này thì không những đúng đối với thấu kính hội tụ mà còn đúng cả thấu kính ở bài sau chúng ta cũng học nữa. Như vậy, thầy trò chúng ta vừa được đi nghiên cứu phần thứ nhất đó là đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ. Bây giờ chúng ta sang nội dung tiếp theo của bài hôm nay đó là hai la mã cách dựng ảnh. Chúng ta đi bài trường thứ nhất, một nhỏ là dựng ảnh của một điểm sáng S tạo bởi thấu kính hội tụ. Hỏi 1 dựng ảnh S phẩy của điểm sáng S trong hình vẽ sau. Chúng ta cùng quan sát hình vẽ điểm sáng S. Bằng các kiến thức đã học ở bài trước, các em hãy dựng ảnh S phẩy của điểm sáng S qua thấu kính hội tụ ở trường hợp hình vẽ này. Như vậy đến lúc này chúng ta phải sử dụng hai trong ba tia sáng đặc biệt của bài hôm trước rồi. Các em có thể theo dõi gợi ý của thầy từ điểm sáng S ta dựng bước thứ nhất tia tới song song với trục chính tia nó tương ứng bước thứ hai tia tới đi qua quang tâm và tia nó tương ứng hai tia nó cắt nhau tại đâu thì đó chính là S các em có thể dùng hai tia tới và tia nó tương ứng khác cũng được Rồi chúng ta cùng kiểm tra kết quả của mình với cách làm của thầy giáo. Thầy giáo dùng tia thứ nhất là tia tới đi song song với trục chính thì tia nó đi qua tiêu điểm F tia tới thứ hai của thầy giáo là tia đi qua quang tâm O thì tia nó tiếp tục truyền thẳng hai tia nó lại cắt nhau tại đâu đó chính là điểm F vậy thì qua cách làm chúng ta có cách dựng như sau các em cùng ghi nhớ cách dựng để chúng ta thực hiện từ điểm từ điểm sáng S ta dựng hai trong ba tia tới đặc biệt đến thấu kính hội tụ và tia nó tương ứng thứ hai giao điểm của hai tia nó là S khi đó thì S chính là ảnh của điểm sáng S các em cùng ghi nhớ hai bước cách dựng để chúng ta thực hiện cho đúng à, đấy là trường hợp là dựng ảnh của một điểm sáng vậy nếu bây giờ dựng ảnh của một vật sáng thì sao chúng ta sang trường hợp hai nhỏ dựng ảnh của một vật sáng AB tạo bởi thấu kính hội tụ. Hỏi hai: vật sáng AB được đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự f bằng 12 cm. Điểm A nằm trên trục chính. Hãy dựng ảnh A', B' của AB và lêu đặc điểm của ảnh A', B' khi câu hỏi này có hai trường hợp: A nhỏ, trường hợp 1 vật AB cách thấu kính một khoảng d bằng 36 cm. Đây. Chính là trường hợp vật AB cách thấu kính một khoảng d bằng 36 cm. Có nghĩa là khoảng cách từ vật sáng tới thấu kính lớn hơn 2 lần tiêu cự. Như vậy dựa vào phần lưu ý ở phần 1a các em biết rồi, nếu mà vật nằm trên trục chính thì ảnh cũng sẽ nằm trên trục chính. Như vậy ta thấy ngay đoạn thẳng này có điểm A nằm trên trục chính thì ảnh của điểm A cũng sẽ nằm trên trục trục chính vậy thì để dựng ảnh của vật AB trường hợp này chúng ta cũng quy về dựng ảnh hai điểm đặc biệt của vật mà vật là đoạn thẳng nhỏ thì hai điểm đặc biệt chính là hai đầu mút như vậy điểm A thì chúng ta có lưu ý rồi vậy thì ở đây chúng ta muốn dựng ảnh A B phải của AB chúng ta chỉ cần dựng ảnh của điểm B vậy các em có thể quan sát gợi ý về cách dựng trường hợp này của thầy giáo bước thứ nhất chúng ta dựng B phải là ảnh của B chúng ta dựng như điểm S phẩy trong hỏi 1. Bước thứ hai chúng ta dựng A phẩy B phẩy vuông góc với trục chính. Ở đây điểm A phẩy thuộc trục chính. Vậy các em hãy làm đi. Rồi, chúng ta cùng so sánh với cả kết quả trên màn hình. Thầy giáo dùng tia sáng thứ nhất đi song song với trục chính như vậy tia nó sẽ đi qua tiêu điểm F phẩy. Thầy giáo sử dụng tia nó tới thứ hai là tia đi qua quang tâm thì tia nó tiếp tục đi đi thẳng. Như vậy giao của hai tia nó tại đâu? Đó chính là điểm B phẩy. Theo bước thứ hai từ B phẩy chúng ta chỉ cần dựng B phẩy A phẩy vuông góc với trục chính thì khi đó A phẩy B phẩy chính là ảnh của AB qua thấu kính hội tụ. Vậy thì qua cách dựng và gợi ý chúng ta hãy ghi nhận cho thầy giáo cách dựng như sau. Như vậy để dựng trường hợp này chúng ta có hai bước. Bước 1 chúng ta dựng ảnh B phẩy của điểm sáng B. Bước thứ hai chúng ta dựng ảnh A dựng A phẩy B phẩy vuông góc với trục chính tại A phẩy. Khi đó A phẩy B phẩy là ảnh của vật AB. Ở đây còn một câu hỏi nữa đó là chúng ta phải lêu đặc điểm của ảnh A phẩy B phẩy thì đây chính là trường hợp mà vật cách thấu kính một khoảng lớn hơn hai lần tiêu cự có nghĩa ở đây là ảnh thật ngược chiều và nhỏ hơn vật chúng ta sang tiếp trường hợp thứ hai ở câu hỏi 2 này b nhỏ trường hợp 2, vật ab cách thấu kính một khoảng d bằng 8 cm đây là trường hợp vật ab cách thấu kính một khoảng d bằng 8 cm trường hợp này chính là vật nằm trong khoảng tiêu cự chúng ta đã biết trường hợp này là tiêu cự đang có thấu kính đang có tiêu cự là 12 vậy thì cách làm chúng ta cũng làm tương tự như trường hợp 1 các em hãy làm đi rồi các em hãy so sánh với kết quả trên màn hình như vậy bước thứ nhất thầy giáo cũng dựng tia tới đi song song với trục chính thì tia nó đi qua tiêu điểm F phải Bước thứ hai, thầy giáo dựng tia tới đi qua quang tâm thì tia nó tiếp tục truyền thẳng. Như vậy đến đây chúng ta thấy có một vấn đề đúng không nhỉ? Đó là hai tia nó thì loe rộng ra, có nghĩa là không cắt nhau. Vậy vị trí ảnh của điểm B nằm ở đâu? À, các em ạ, à, trường hợp này muốn có ảnh của điểm B chúng ta phải kéo dài phần tia nó ngược lại. Và các em lưu ý khi kéo dài như thế này thì các em dùng nét đứt. Các em hãy quan sát. thầy giáo kéo dài của tia ló thứ nhất thầy giáo kéo dài phần tia ló thứ hai như vậy hai phần kéo dài bằng nét đứt này cắt nhau tại đâu đó chính là điểm b phải là ảnh của điểm b qua thấu kính hội tụ vậy bây giờ muốn có điểm a phải chúng ta làm thế nào lại làm tương tự như là phần trước thôi từ b phải chúng ta cũng hạ b phải a phải vuông góc với trục chính ở đây a phải cũng nằm trên trục chính như vậy thì qua đây chúng ta có thể kết luận được tính chất ảnh A'B' phải đây là gì? Đó là A'B' phải là ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật. Vì ở đây là trường hợp là vật cách thấu kính một khoảng D bằng 8 mà ở đây thấu kính có tiêu cự là 10, 12. Như vậy qua hai trường hợp dựng ảnh của một điểm sáng và dựng ảnh của một vật sáng qua thấu kính hội tụ, chúng ta có thể tổng kết và ghi nhận cách dựng như sau. Thứ nhất là dựng ảnh của một điểm sáng S tạo bởi thấu kính hội tụ thì các em hãy thực hiện cho thầy giáo theo các bước. Bước 1 là từ S ta dựng hai trong ba tia tới đặc biệt đến thấu kính hội tụ và tia nó tương ứng. Bước 2, giao điểm của hai tia nó chính là điểm S phẩy. Và khi đó thì S phẩy sẽ là ảnh của điểm sáng S. Trường thứ hai là dựng ảnh của một vật sáng AB tạo bởi thấu kính hội tụ. Thì các em cũng dựng hai bước. Bước thứ nhất là dựng ảnh B phẩy của điểm sáng B. Thứ hai là dựng ảnh A phẩy B phẩy vuông góc với trục chính tại A phẩy Ở đây lưu ý là trường hợp lại là vật có điểm A nằm trên trục chính Thì ảnh A phẩy cũng sẽ nằm trên trục chính Và khi đó thì A phẩy B phẩy sẽ là ảnh của AB Vậy thì chúng ta đã vừa nghiên cứu về cái cách dựng ảnh của một điểm sáng và ảnh của một vật sáng Bây giờ chắc các em cũng đủ kiến thức để chúng ta giải quyết được tình huống ở đầu bài chúng ta đưa ra Chúng ta sang hoạt động thứ ba là luyện tập Chúng ta quay trở lại cái tình huống ở đầu bài. Thầy giáo đọc lại tình huống. Một thấu kính hội tụ được đặt sát vào mặt trang sách, khi từ từ dịch chuyển thấu kính hội tụ ra xa thì ảnh dòng chữ thay đổi như thế nào? Như vậy, thầy tin rằng là các em đã có kết quả cho riêng mình. Hãy so sánh với kết quả của thầy giáo. Thứ nhất, khi dịch chuyển thấu kính từ từ ra xa trang sách ảnh của dòng chữ quan sát qua thấu kính cùng chiều và to hơn dòng chữ thật trên trang sách. đây chính là trường hợp thầy giáo đã chụp lại đây. Chính trường hợp này, trong trường hợp này đó chính là ảnh ảo tạo bởi thấu kính hội tụ. vì ở đây đặt sát có nghĩa là vật nằm trong khoảng tiêu tiêu cự. thứ hai, khi chúng ta dịch chuyển thấu kính ra xa một khoảng cách nhất định nào đó, ta nhìn thấy ảnh dòng chữ ngược chiều với vật. đó là ảnh thật của dòng chữ tạo bởi thấu kính hội tụ chúng ta biết rồi nếu chúng ta dịch chuyển thống kính ra xa có nghĩa là khi đó thì vật lại nằm ngoài khoảng tiêu cự và nằm ngoài khoảng tiêu cự có nghĩa là lại cho ảnh thật thì ở đây chúng ta nếu đặt mắt thích hợp chúng ta sẽ nhìn thấy cái ảnh thật đó ngược chiều với vật và đó chính là trường hợp ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ trong trường hợp mà vật đặt ngoài khoảng tiêu cự để luyện tập củng cố nội dung kiến thức ở phần chúng ta vừa làm các em hãy củng cố thêm một số bài tập trắc nghiệm như sau câu thứ nhất Thấu kính hội tụ cho ảnh thật khi phương án A, vật nằm trong khoảng tiêu cự, phương án B, vật đặt vuông góc với trục chính, phương án C, đặt vật rất gần thấu kính, phương án D, vật nằm ngoài khoảng tiêu cự. Rồi, các em hãy so sánh với kết quả trên màn hình. À như vậy là phương án D. Như vậy thấu kính hội tụ cho ảnh thật khi mà vật nằm ngoài khoảng tiêu tiêu cự chính là một trường hợp tạo ảnh ở bài này chúng ta vừa nghiên cứu. Chúc mừng những em mà có kết quả giống trên màn hình. Chúng ta sang câu thứ hai. Thấu kính hội tụ cho ảnh thật nhỏ hơn vật khi phương án A D lớn hơn F, phương án B D lớn hơn 2F, phương án C D nhỏ hơn F và phương án D D lớn hơn F và nhỏ hơn 2F. Các em lưu ý ở đây là D là khoảng cách từ vật tới thấu kính còn F chính là tiêu tiêu cự. Rồi, các em hãy kiểm tra đáp án của mình với trên màn hình. Đó chính là đáp án B. Chúng ta sang câu thứ 3. Ảnh ảo của thấu kính hội tụ có tính chất gì? Phương án A: cùng chiều và lớn hơn vật. Phương án B: cùng chiều nhỏ hơn vật. Phương án D: C ngược chiều lớn hơn vật và phương án D: ngược chiều nhỏ hơn vật. rồi các em cùng kiểm tra đáp án đó là phương án A như vậy ảnh ảo của thấu kính hội tụ thì luôn có tính chất đó là cùng chiều và lớn vật và chúng ta đặc biệt là nhớ tính chất này chúng ta sẽ có kiến thức liên quan tới đáp số này cũng như là kiến thức này ở các bài sau như vậy thầy trò chúng ta vừa có một số bài tập để củng cố cái nội dung chúng ta vừa học qua bài học hôm nay thì chúng ta cần phải ghi nhớ những nội dung gì các em cùng quan sát lên màn hình nội dung thứ nhất đó là chúng ta phải ghi nhớ đó là đặc điểm của ảnh tạo bởi thấu kính hội tụ các em hãy cùng xem cái nội dung ghi nhớ này dưới dạng một video các em quan sát cho thầy giáo trên cái hình ảnh video ở đây thầy giáo có cái thấu kính hội tụ có vật sáng chính là một bạn học sinh ở đây thấu kính hội tụ thầy giáo chọn là có tiêu cự là bằng hai đơn vị độ dài hay là 2 cm ở đây đây chính là tiêu điểm của thấu kính, đây là quang tâm. Trong hình này thầy giáo có đánh dấu vị trí của điểm C chính là vị trí hai lần tiêu cự. Và chúng ta cùng quan sát cái quá trình tạo ảnh dưới cái hình ảnh mô phỏng này. Các em cùng quan sát. Như vậy vật đang dịch chuyển từ 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 xa lại gần thấu kính, chúng ta nhận thấy ngay cho ảnh thật ngược chiều nhỏ hơn, nhỏ hơn vật. bắt đầu vật dịch chuyển đến vị trí C, à, chúng ta thấy ngay vị trí C này chính vẫn là ảnh thật, nhưng chúng ta nhận thấy độ lớn để chúng ta để ý học tiếp theo. bây giờ vật tiếp tục dịch chuyển lại gần thấu kính tiếp. như vậy trường hợp này vẫn là ảnh thật nhưng độ lớn thế nào đây? À, lớn hơn vật rồi đúng nhỉ? bây giờ vật dịch chuyển đến vị trí tiêu điểm chúng ta biết rồi khi dịch chuyển bắt đầu vào trong tiêu điểm thì sẽ cho ảnh à đúng rồi đó chính là cho ảnh ảnh ảo ảnh ảo sẽ là cùng chiều và lớn hơn vật rồi các em có thể quan sát lại một lần nữa theo dịch chuyển vật từ gần thấu kính ra xa thấu kính điểm F chính là ranh giới giữa ảnh thật và ảnh ảnh ảo. À, điểm C ở đây chính là gì? Chính là ranh giới giữa ảnh thật lớn hơn vật và ảnh thật nhỏ hơn nhỏ hơn vật. Đấy là nội dung cần ghi nhớ thứ nhất chính là đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ. Nội dung thứ hai các em phải ghi nhớ đó là cách dựng ảnh S' phẩy của điểm sáng S qua thấu kính hội tụ. Qua hai bước. Bước 1 là từ S dựng hai trong ba tia sáng đặc biệt đến thấu kính hội tụ và tia nó tương ứng. Bước 2, giao điểm của hai tia nó chính là điểm S' phẩy và khi đó thì S' phẩy là ảnh của điểm sáng S qua thấu kính hội tụ. Nội dung thứ ba các em phải ghi nhớ đó là cách dựng ảnh A phẩy B phẩy của vật sáng AB qua thấu kính hội tụ. Khi vật AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính và điểm A nằm trên trục chính thì chúng ta cũng thực hiện hai bước. Bước 1 là dựng ảnh B phẩy của điểm sáng B. Bước 2 chúng ta dựng A phẩy B phẩy vuông góc với trục chính tại A phẩy. Khi đó A phẩy B phẩy là ảnh của vật sáng AB qua thấu kính hội tụ. À, vậy thì qua phần nội dung ghi nhớ này các em về nhà học thuộc cho thầy giáo. Để củng cố nội dung kiến thức hôm nay chúng ta đã học thì các em về nhà hãy học thuộc phần ghi nhớ, thứ hai là làm các bài tập sau để tiết sau chúng ta luyện tập về thấu kính hội tụ. Thầy giáo có hai bài tập ra về nhà cho các em. Bài 1. Vật sáng AB được đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ, có tiêu cự f bằng 12 cm. Điểm A nằm trên trục chính cách thấu kính một khoảng d bằng 24 cm hãy dựng ảnh A phẩy B phẩy của AB và lêu đặc điểm của ảnh A phẩy B phẩy. Các em lưu ý, như vậy ở trường hợp này, bài này các em là thực hiện trong trường hợp là vật đặt cách thấu kính một khoảng là 24, thấu kính có tiêu cự là 12, có nghĩa là D bằng 2 lần F Và đây là một trường hợp mà lúc nãy các em lưu ý ở cái nội dung ghi nhớ để các em có thể làm cho chính xác. Bài thứ hai vật sáng AB có chiều cao H bằng 1cm, được đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự f bằng 12 cm. Điểm A nằm trên trục chính cách quang tâm một khoảng d bằng 36 cm. Câu a, hãy dựng ảnh A', B' của AB và lêu đặc điểm của ảnh A', B'. Câu b, tính khoảng cách từ tính khoảng cách từ ảnh A', B' đến thấu kính và chiều cao h' của ảnh A', B'. Thầy giáo gợi ý câu a thì chúng ta đã dựng hôm nay rồi. Câu B thì các em lưu ý để chúng ta tính được hai khoảng cách này cũng chính là khoảng cách và chiều cao hai đại lượng này thì các em phải sử dụng kiến thức hình học đã học về tam giác đồng dạng để chúng ta làm. Thầy giáo mong rằng rằng là chúng ta với kiến thức được học ở bài này, các em sẽ giải quyết được hai cái bài tập này gọn nhẹ. Bài giảng hôm nay của thầy đến đây là kết thúc rồi. Chúc các em mạnh khỏe và học tập tốt. Xin chào các em.